Ngại lắm. Ngại lắm mình ạ. Mày đang ở tầng 3 đúng không? Mày chạy lên tầng 2 để mày sửa một quả cái ảnh ảnh nó hỏng này. Nhá, lên tầng 2 nhá. Toàn người quen thân. Ông Lưu mới lấy cũ đây nhỉ? Ông Lưu rồi, vừa Lưu nãy rồi đấy. Rồi, mark C của bên lớp. Bên mình là Seng Mark, rồi bạn là cái gì gì kia, anh em đợi một chút. Hiện tại thì vẫn đang chỉnh loay hoay chỉnh cái tiếng game, vẫn chưa có thể tập trung bình luận được. Vâng, Egypt Sam, vô thường là người cầm Egypt, còn Summer là của hơ hơ. Bãi quả hơi khốn nạn rồi đấy, tôi thấy hiện tượng bãi quả hơi xấu. Và như vậy là vẫn ăn được ba cái gần. Bây giờ bạn là Summer Egypt. Bên mình thì Seng, khả năng Seng rất là đánh cung. Mark C sẽ đánh chém trận đấu này. Vâng, bài Mark C đã có hiệu vòi để huề cả rồi. Như vậy là chỉ là một 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 vòi thôi, và một bẫy hiệu dường như chỉ là bốn con. Một bẫy hiệu bé dành cho game thủ với lớp. Vòi hiệu đều rất mịn. Đâu nghe. Cây trắng này còn bị mix rè rè đâu. Vâng, Mark C thì việc dò là rất dễ dàng thôi. Bóng dò của những con nông dân này khá là rộng. Cẩn thận sư tử. Bắt đầu câu voi. Và đến thời điểm này thì đã tìm thấy thêm cho mình một bầy hươu nữa. Và đừng bảo tôi cũng là bốn con đấy. Vâng, may rồi. Có con thứ năm mọc ra rồi. Như vậy là con voi đã nằm xuống tại nhà chính của game thủ Velop. Vâng, thế nhà này lại đâm ra thế nhà khung. Vâng, thế nhà khá khung dành cho lớp. Chưa đủ gỗ lớp kìa. Đấy, cắm ở kia. Cắm trong lớp cũng sửa nhỉ. Anh đứng anh lại hỏi là anh muốn đâu nhỉ? Đây là kèo mà. Ở đây là cái hồ cắm anh. Ừ, cũng làm gì có hồ cắm ở đây. À không, bây giờ xem mà có tháo được máy tính không? Không, tao phải đi thôi được. Bị khóa rồi à? Vì là ổ cắm ở chỗ nguồn đấy, ở chỗ ấy đấy, hiểu không? Xem cái cục ở dưới bị khóa không? Nếu không bị khóa thì rút cái dây nguồn ra cho cắm cái đấy vào. Và như vậy là đây là bầy hươu 6 con dành cho Velop. Mày đi, để đi anh cắm lại nhá. Đây là bãi quả này luôn này. Hai mươi sáu dân đến từ cái club.
Vâng, có dân của He He ở đây. Vào đây, vào đây. Xi măng lên đời sớm nhất, rất rất dễ hiểu thôi, khi Xi măng là người cầm xiềng. Đây là một trận đấu mà đội bạn không hề có những quân ép đội tuyển. Đây sẽ là bãi vàng của Mark C. Và đây dường như sẽ là một cái nhà BL. Vâng, bắt đầu bò bế luôn, một thế nhà rất kín dành cho Velop. Như vậy là đội bạn trong trận đấu này cũng lên đời không hề sớm. Velop định làm cái gì? Sẽ ra ruộng ở đây, nhốt một con dân ở đây luôn. Vâng, con ngựa giò nó vẫn nở ra ở bên trong. Vị làm đẹp luôn là nhu cầu ngàn đời của phái nữ, đẹp từ vóc dáng đến làn da, đẹp từ bên trong ra bên ngoài, và đặc biệt nét đẹp của làn da, của vóc dáng luôn là những gì mà chị em phụ nữ chúng ta quan tâm nhất. Và kính thưa quý vị, trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi có mời tới đây hai vị khách mời, và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên Như vậy là là có bác giò sĩ của chuyên game khoa thủ hai He Nguyễn Thành, nguyên trưởng khoa He He, khám dạo này bệnh là người của cầm Bệnh viện xăm, Da Liễu vâng, Trung xăm ương. đánh chém Và và vị ít khách đánh mời thứ cung. hai xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Trần Quốc Bình, nguyên giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Đang tắt Thưa tiếng bác tắt. sĩ Nguyễn Thành ạ, mỗi chúng ta sinh ra thì đều có một màu da khác nhau. Có những người thì sở hữu da trắng và có những người thì sở hữu làn da ngăm đen. Vậy thì theo bác sĩ, màu sắc của da được quyết định Vậy là bởi bác yếu C tố cùng nhà Như một chúng đáy. ta đã biết thì trên thế giới này chúng ta thấy rất nhiều những người da khác nhau. Thì cái màu da thì quyết định của nó quyết định do di truyền. Do đó mà di truyền ở đây là tính là như thế nào? Những người các bạn thấy ở châu Phi thì thường người da rất đen, bởi vì cái điều kiện sống của họ là ánh nắng mặt trời rất Rồi, nhiều, như vậy là với lớp đã và kín toàn bộ ánh nhà nắng cửa mặt của trời mình. rất nhiều, do đó Toàn mà bộ nhà cửa mình tạo đã kín. melanin để bảo vệ các cơ quan bên Nâng trong. chiêng đồng để có Do thể đó các chơi bạn với biết những là gì, con màu da quyết định là còn do còn melanin. còn Mà y melanin thì à các những bạn con y biết của là bác điều sẽ chơi những con cùng rờ của Egypt. Vâng, và có cung rờ của Seng đến từ game thủ xi măng đang công lên. Đây là màn hình máy game thủ xi măng. Một vị trí mà đối phương muốn ăn hoàng bảy hiêu nhưng không thể thực hiện thành công. Và bây giờ thì game thủ xi măng đang công hai nhà. Vâng, công lên nhà của game thủ He He với một tấn cung rờ và đang 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 có một đơn vị quân của game thủ vô thường cũng đang muốn công lên nhà game thủ xi măng. Nhưng đây dường như chỉ là ba con cung rờ của Egypt thôi. Vâng, như vậy là màu nâu đang có một thế nhà dường như cũng là rất xấu dành cho game thủ vô thường người cầm Egypt trong trận đấu này. Và với lợi thế phát triển của Seng, liệu game thủ xi măng có chơi chết được Egypt hẳn và ngay ít phút sắp tới hay không? Vâng, cố gắng đừng để cho game thủ vô thường có thể chui vào một cái hốc nào đấy và có thể sóc đều những con cung rờ của mình. Bây giờ thì Summer của He He đang là khá đông lạc đà. Vâng, và bây giờ thì có cả game thủ vô thường nữa xuất hiện ở đây. Vâng, như vậy là thôi anh em thông cảm một chút. Loay hoay một lúc thì vẫn chưa có cái tiếng game. Rất đông cung rờ nhá, để ý nhá. Tên này phải dạt nhà rồi. Xi măng cần sự hỗ trợ từ game thủ Velop. Velop cũng đang công lên trên hướng nhà game thủ vô thường với những con y của mình. Nhưng thực sự rằng để những con y di chuyển từ hướng 3 giờ mà lên hướng tận phía 9 giờ thì rất là khó khăn.
Và đây là timeline 44 đến 64 của mình. Anh em thông cảm nhá. Và vừa không tập trung bình luận được vì là ông Moon ông ấy. Vâng, ông đang bận mượn cái con chuột để chỉnh tiếng game. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu này hơn và chúng ta sẽ không có tiếng game anh em nhá. Sẽ không có tiếng game. Vâng, Xeo Moon cũng đã bất lực rồi. Và lý do tại sao là lúc vâng, từ lúc nãy giờ không tập trung bình luận đó là ông Moon đang bận để chỉnh tiếng game. Vâng, có mỗi con chuột để chuyển màn hình nữa, ông cầm ông dùng mắt rồi thì tổng không biết lấy cái gì để chuyển màn hình cho anh em cả. Tập bình luận không thể tập trung nổi. Xem timeline là 35 đến 64. Cùng R Egypt đang tỏ ra là rất chất lượng. Về lớp bên này timeline là 39. Báo về là màu 5 đã bay nhà rồi, chính xác là bay cái hốc của mình trong hướng 9 giờ. Màu 5 đã bay hốc hướng 9 giờ. Timeline của Maxe đang là 37, người đánh Maxe hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và bị lọt một tơn. Bị lọt vào một tơn. Chốt luôn nhà cứng vào anh, BB luôn đi, BB làm gì nữa. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhà chính nào, Măng ơi. Vâng, như vậy là màu 1 cũng đã bị phát hiện cái vị trí làm kinh tế ở phía trên. Giá như về lớp không để lọt lục tơn này thì chắc chắn... À, chặt gỗ. Khoai nhờ. Đối phương chặt thủng cây gỗ để lọt vào. Quá tinh quái đến từ he he. Vâng, game thủ có đôi mắt lồi nhất trong làng đế chế. Nếu như ai mà solo độ lồi mắt với game thủ he thì... Vâng, sẽ không bao giờ qua nổi he. Tham lai tụt xuống chỉ còn 30 trên 72. Xi măng tham lai là 34. Tham cân. Vâng, như vậy là tham cân. Màu 5 lúc nãy đã dạt nhà rồi. Không biết là giờ này thì đã hồi ở đâu. Vâng, bây giờ thì Seng sẽ chạy ngay vào trong nhà của game thủ Vlub để hồi ở trong đấy. Vâng, rất cảm ơn anh Vinh Lục Đinh. Vâng, vừa gửi tặng game thủ Vlub 100 sao. Xe của Simang thăm lại chỉ còn 30 thôi. Một lần nữa xin lỗi anh em vì không lấy được tiếng game nhá. Rất mong anh em thông cảm. Vâng, anh em chúng ta có thể đăng ký tham gia vào fan club của game thủ Vlub để cập nhật những kèo đấu, những kết quả thi đấu, những thông tin bên lề của các trận đấu AOE. Vâng, và link thì chúng tôi cũng đã ghim ở phía bên comment ở trên của livestream rồi. Vâng, và yêu cầu tất cả những đơn vị đang livestream lậu hãy tạm dừng ngay cái hành động này lại. Vâng, nếu không, vâng, tất cả các video của game thủ Vlub mới được đăng ký bản quyền. Vâng, tỷ số là 2-1 trong trận đấu này.